Xin chào các bạn, mình là chuyên viên tư vấn bán hàng của Mazda Bắc Ninh, mình tên là Đức Anh. Đấy, thì hiện tại đứng trước các bạn đây đang là một trong những mẫu xe có doanh số tốt nhất ở phân khúc C sedan. Đó, thì chắc hẳn nhìn qua thì các bạn cũng biết đây là mẫu xe gì rồi, Mazda 3. Đấy, dạ vâng. Ở cái thế hệ này là đây là một trong những mẫu xe được trang bị là mới nhất của bên Mazda, thế hệ thứ 7.0. Dạ vâng, với mặt lưới tản nhiệt mới này, rất là rộng to bản này, được trang bị hệ thống đèn full led toàn bộ luôn đó. Đấy, thì ở cái phiên bản này thì nó quá là quen thuộc với cả khách hàng rồi. Mazda 3 thì là một trong những mẫu xe mà bán chạy nhất trong phân khúc rồi đó. Thì hiện tại là mẫu xe này đang được bên Mazda Bắc Ninh nhà mình hỗ trợ tương đương là 50% phí trước bạ thời điểm tháng 6 này. Đó. Mặc dù là đã hết hỗ trợ thuế 50% từ nhà nước rồi, nhưng mà hiện tại với Mazda và nói chung và đặc biệt là Mazda 3 này thì vẫn đang được hỗ trợ là 50% phí trước bạ cho mọi người đó. Và ngoài ra thì ngoài cái chương trình hỗ trợ 50% phí trước bạ đấy thì bên mình còn tặng thêm cho khách hàng một cái gói phụ kiện và quà tặng riêng biệt nữa. Thì đợt chương trình này mọi người lấy được rất là nhiều ưu đãi. Thì cùng mình ngó qua một chút về ngoại thất của xe nhé. Đó, lan răng 16 inch này. Đó, hệ thống đèn trước full led này, rất là đẹp, sắc sảo luôn. Và hệ thống đèn gầm này. Đó, đây là một trong những mẫu xe mà có cái trục chiều dài cơ sở rất là rộng. Đấy. Và một cái khoảng dài của xe rất là lớn. Đấy. Thế nên mọi người nhìn từ xa xe nó rất là đẹp và trường xe. Đây. Đó. Xe thì được trang bị hệ thống bô đôi nhá. Đấy. Bô đôi thể thao này. Đấy. Và được tích hợp đầy đủ cảm biến lùi. Mọi người nhé. Và được tặng cả cánh lướt gió luôn. Đấy. Nội thất thì đây, cùng ngó cùng mình qua một chút về nội thất nhé. Đấy, nội thất của thế hệ mới 7.0 này rất là đẹp. Toàn bộ là bọc da này, màn hình thiên hướng BMW này và digital này. Đó. Đấy, thì mọi người có nhu cầu quan tâm về dòng xe đang được hỗ trợ 50% phí trước bạ này thì hãy để lại thông tin cũng như liên hệ với mình nhé, thì mình sẽ giải đáp chi tiết cho.